Chào các bạn, mình đang ở bưu điện, đang lấy món hàng của bên Lazada gửi là cái máy cưa bàn. Đây là cái máy cưa bàn Stanley. Đây. Mình khui ra xem luôn á. Bây giờ mình sẽ chuyển vào nhà. Đây là máy cơ bản Stanley. Sau khi mình thả
đâu cơ bản. Đấy các bạn.